để chiên chả giò cho nó vàng, nó chín đều từ trong ra ngoài, nó không bị chín áp. Thì khi dầu vừa nóng rồi mình cho vô liền nha, đừng để dầu quá sôi, và mình mở lửa nhỏ thôi. Vậy thì chả giò nó sẽ chín vàng từ trong ra ngoài. Và để cho chả giò nó được giòn lâu thì mình sẽ chiên hai lửa nha. Mình cứ mở lửa nhỏ dưới trung bình để cho chả giò này nó hơi vàng gám tí xíu thì mình sẽ gắp ra. Vậy thì chả giò của mình nó không có bị chín áp, nó không có bị khét cái bề ngoài. Chả giò bây giờ nó hơi gám vàng thì là được rồi các bạn, mình sẽ gắp ra. Đây là cái quận chiên đầu tiên ha. Còn nếu dầu mà nó có cặn thì các bạn lược lại, rồi mình hả chiên tiếp tục quận 2. Lúc này thì cái miếng chả giò đã cố định cái mí lại rồi thì mình sẽ gỡ ra để mình chiên ra phía trong này nè, nó được vàng đều luôn. Mình dùng cái tăm mình cố định đĩa thì mình chiên nó dễ lắm các bạn, cái mí nó không có bị bung ra đâu nha. Gỡ ra xong rồi thì tiếp tục mình chiên quận 2. Đó các bạn thấy nè, cái mí bây giờ nó cố định nè, mình chiên cỡ nào nó cũng không có bị bung ra hết. Bây giờ dầu nó vừa nóng trở lại rồi, mình cho chả giò vào để chiên quận 2 nha. Bạn thấy cuốn chả giò bắt đầu nó vàng lên từ từ rồi nè. Nếu mà các bạn chiên một lần một á, thì mình cuốn bự quá là nó cuốn chả giò nó hay bị cái tình trạng là bên ngoài nó vàng, nhưng mà thịt bên trong thì nó còn nín, nó chưa có được chín. Mình chiên chả giò cách này thì các bạn thấy nó vừa hơi vàng gám là mình gắp ra được, không cần để quá vàng đâu. Tại vì á, cái cuốn chả giò lúc này nó đã chín rồi, nó chín từ trong ra ngoài ha. Gắp ra và mình để vào trong một cái gỗ. Khi mình để chả giò nó nguội lại thì nó giòn hơn nữa. Cuốn nào vàng thì mình gắp ra trước. Chả giò bây giờ mình đã chiên xong rồi các bạn. Miếng chả giò thì nó giòn, mình chiên không cần quá vàng mà chả giò vẫn giòn xốp và nó chín từ trong ra ngoài, nó không có bị sống bên trong. Mình chiên chả giò cách này là tại vì mình chiên hai nước với các bạn nên nó giòn lắm. Bây giờ thì nó còn hơi nóng. Chả giò này á, mình ăn với bún nè, hay là cuốn với bánh tráng, hay các bạn cũng có thể chấm với tương ớt, tương cà cũng rất là ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi clip của mình nha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.